Tính sáng 30 giây hôm nay 24 tháng 11 với các nội dung đáng chú ý. Đang vào quý cuối của năm, hàng chục ngàn doanh nghiệp trong giai đoạn nước rút để hoàn tất các thủ tục hồ sơ nộp thuế theo quy định. Tuy nhiên, khác với mọi năm, năm nay hàng ngàn doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với nguy cơ pha chậm nộp thuế khi hiệu quả kinh doanh quý 4 tăng vượt trội so với các quý đầu năm. Trái lại, nếu thực hiện đúng nghị định 126 thì doanh nghiệp bị chiếm dụng vốn. Doanh nghiệp sẽ phải làm gì với những thay đổi này? Có ý nghĩa gì khi tòa án tối cao phân bổ lại trách nhiệm thẩm phán theo từng bang và chiến dịch của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump liệu có hy vọng mong manh gì không khi bản thân ông đang cố đảo ngược tình thế lúc này? Đáng chú ý là thời điểm này, ứng viên có kết quả bầu cử chiếm cao hơn ông Trump là Joe Biden đang chuẩn bị công bố nội các và tuyên thệ nhậm chức cho nhiệm kỳ Tổng thống của mình. Một sự kiện ngoài Ấn Độ Dương tạo sự quan tâm của thế giới, một cuộc tập trận theo hình thức không tiếp xúc chỉ thực hiện trên biển, do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang diễn biến phức tạp giữa Ấn Độ, Singapore và Thái Lan. ATM gạo miễn phí cho người nghèo đã làm nên câu chuyện kỳ diệu giữa lúc dịch bệnh và bão lũ hoành hành. Tinh thần thiện nguyện đó đã thực sự là một câu chuyện đẹp và tình người giữa lúc hoạn nạn khó khăn nhất. 30 giây lan tỏa hôm nay xin chia sẻ về câu chuyện đẹp này. Dậy sớm, giữ tín hiệu và chào ngày mới cùng Tinh Sáng 30 giây. Nếu đã một lần may mắn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ đầy quyến rũ mà hòn đảo lớn nhất Việt Nam này hiện đang sở hữu, bạn sẽ hiểu tại sao Phú Quốc được gắn với cụm từ thiên đường đảo ngọc và hiểu vì sao nơi đây luôn nằm trong danh sách 10 điểm đến hấp dẫn nhất mà du khách quốc tế chọn lựa khi có cơ hội đặt chân lên dải đất hình chữ S xinh đẹp của chúng ta. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà đảo Phú Quốc được CNN bình chọn là một trong 5 điểm đến lý tưởng nhất khu vực châu Á vào mùa thu đông này. Với diện tích xấp xỉ 600 km2, Phú Quốc cùng 21 hòn đảo khác tạo thành huyện đảo Phú Quốc trực thuộc tỉnh Kiên Giang. Với khí hậu nhiệt đới gió mùa chia thành hai mùa rõ rệt, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau và mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, với nhiệt độ trung bình chỉ khoảng 28 độ C. Không chỉ hút hồn khách du lịch bởi bãi sao, bãi dài, bãi khem, mũi gành dầu, dinh cậu, suối chanh, suối đá bàn, suối đá ngọn, hòn đảo yên bình này còn sở hữu vườn quốc gia Phú Quốc, làng chài cổ Hàm Ninh, các nhà thùng sản xuất nước mắm đặc sản, xưởng chế tác ngọc trai hay những vườn hồ tiêu xanh bạc ngàn, khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển đảo Kiên Giang, bao gồm cả huyện đảo này, đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2006. Có lẽ chính những đặc ân mà thiên nhiên ban tặng cho Phú Quốc, vì văn hóa lịch sử độc đáo lâu đời và những con người hồn hậu nơi đây đã làm Phú Quốc trở thành một thiên đường nghỉ dưỡng, một điểm đến mà hàng triệu khách du lịch trong và ngoài nước mơ ước được đặt chân đến một lần trong đời. Xin kính chào quý vị khán giả đã chọn theo dõi Tin Sáng 30 giây trong buổi sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, thời điểm cuối năm cũng là lúc mà mọi người lên kế hoạch du lịch để tái tạo năng lượng cho một năm mới sắp tới. Và một địa điểm mà chúng tôi đã gửi quý vị trong góc nhìn trên cao ngày hôm nay đó là đảo Ngọc Phú Quốc, luôn là một địa điểm mà được quý khán giả cũng như là mọi người lựa chọn khá là dễ dàng. Và mới đây thì Tổng cục Du lịch cũng đã phối hợp với Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang phát động phong trào kích cầu du lịch đảo Phú Quốc, và chi tiết chúng tôi sẽ gửi quý vị trong 30 giây trong nước trong chương trình ngày hôm nay. Và bên cạnh đó thì sẽ có rất nhiều những thông tin quan trọng khác trong chuyên mục tiêu điểm trong ngày, và cuộc cập nhật về cuộc bầu cử Mỹ cũng sẽ có trong tin quốc tế. Câu chuyện lan tỏa với nhiều cảm hứng sẽ có trong câu chuyện lan tỏa của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy giữ tín hiệu trên các nền tảng FBNC cùng Phương Thúy và Tú Trinh quý vị nhé. Thưa quý vị, đến thời điểm này thì ông Trump vẫn chưa chịu thua bất kể những nỗ lực tranh tụng liên quan đến bầu cử Mỹ liên tiếp gặp thất bại đơn cử, như ở bang Pennsylvania sau khi thẩm phán bang này bác bỏ yêu cầu kiểm phiếu lại cũng như là các dấu hiệu gian lận điều tra vì cho rằng chưa có cơ sở, thì ông Trump đã tức giận và đáp trả lại rằng ông sẽ kháng cáo tại bang này bởi vì ông cho rằng thẩm phán Brand của bang Pennsylvania thậm chí còn không thèm nhìn đến chứng cứ mà phe chiến dịch tranh cử của ông Trump đưa ra. Vâng, còn tại bang Michigan thì ông Trump yêu cầu các nhà lập pháp chờ đợi thêm 14 ngày nữa trước khi chính thức chứng nhận kết quả chiến thắng của ông Biden.
và chưa biết rõ thì ông Trump có thể xoay chuyển tình thế như thế nào trong vòng 14 ngày tới. Nhưng mà theo luật thì bang Michigan có hạn chót là ngày 23 tháng 11 theo giờ Mỹ và cũng là ngày hôm nay theo giờ Việt Nam để chứng nhận kết quả cuộc bầu cử Mỹ. Và một tin quan trọng mà tiếp theo, thưa quý vị, theo cổng thông tin supremecourt.gov của Tòa án tối cao Mỹ vừa mới công bố thì chính thẩm phán của tòa án vừa được phân bổ lại trách nhiệm. Theo đó thì mỗi người sẽ phụ trách một vùng riêng biệt của nước Mỹ. Đáng chú ý, 4 thẩm phán bảo thủ ủng hộ đảng Cộng hòa được phân công phụ trách 4 vùng có 4 bang gây tranh cãi, nơi chiến dịch tranh cử của ông Trump đang tiến hành kiện tụng. Cụ thể, thẩm phán Brett Kavanaugh sẽ phụ trách khu vực số 6, trong đó có bang Michigan. Thẩm phán A.B. Coney Barrett sẽ phụ trách khu vực số 7, trong đó có bang Wisconsin. Thẩm phán Clarence Thomas sẽ phụ trách khu vực số 11, trong đó có bang Georgia. Và thẩm phán Samuel Alito sẽ phụ trách khu vực số 3, trong đó có bang Pennsylvania. Đây đều là những bang chiến trường quan trọng có thể định đoạt kết quả bầu cử, nhưng đang vướng phải các tranh cãi pháp lý khi bên ông Trump tố cáo có gian lận. Chưa biết rằng việc phân bổ lại trách nhiệm của thẩm phán có ảnh hưởng gì đến quá trình phân xử hay không, nhưng một số người ủng hộ ông Trump đang hy vọng mong manh rằng điều này sẽ tạo lợi thế giúp cho ông Trump lật ngược tình hình. Chúng tôi xin được tiếp nối những thông tin quốc tế đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, theo hãng thông tấn Ấn Độ The Hindu đưa tin, trong 2 ngày, ngày 21 và ngày 22 tháng 11, hải quân 3 nước Ấn Độ, Thái Lan và Singapore sẽ tiến hành tập trận chung bên ngoài vùng biển Andaman của Ấn Độ Dương. Tham gia tập trận gồm có các tàu chống ngầm của Hải quân Ấn Độ, phía Singapore và Thái Lan thì mang đến một số tàu khinh hạm và tàu dương hạm. Mục đích của cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa các bên trên biển, cũng như giao lưu và học hỏi kinh nghiệm. Được biết, khu vực biển Malacca quanh Singapore và Thái Lan cùng với vùng biển Andaman của Ấn Độ Dương là những nơi hàng năm thường xuyên xảy ra cướp biển. Thưa quý vị, con tàu The Duckling, một biểu tượng nổi tiếng của Hồng Kông chuyên đưa khách du lịch tham quan vịnh Victoria, vừa mới thay đổi mục đích sử dụng của mình khi chuyển thành địa điểm phục vụ ăn uống cho người dân địa phương. Được đóng vào năm 1955, The Duckling bắt đầu các tour du lịch từ những năm 1980 và đã trở thành một biểu tượng vô cùng quen thuộc với người dân địa phương và du khách. Trong thời kỳ cao điểm, có khi mỗi tháng Hồng Kông đón trên 7 triệu du khách và con tàu làm việc không có thời gian nghỉ. Tuy nhiên, khi COVID-19 bắt đầu xuất hiện từ đầu năm thì lượng khách đã giảm gần như bằng không. Để có kinh phí duy trì, sống sót qua đại dịch, chủ tàu đã quyết định đổi mục đích sử dụng. Theo đó, con tàu lịch sử này sẽ trở thành một địa điểm phục vụ ăn uống cho các cư dân địa phương. Quý vị thân mến, một thông tin nhẹ nhàng hơn. Thưa quý vị, Mexico đang trải qua một năm vô cùng buồn bã khi đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nặng nề lên kinh tế xã hội nước này. Nhiều người đã bày tỏ lo ngại có thể năm nay sẽ không có Giáng sinh vui vẻ như thường niên. Tuy nhiên thì một điều không biết có phải là tín hiệu của một sự lạc quan hay là không, khi năm nay hoa trạng nguyên đã nở rộ khắp mọi nơi trên đất nước Mexico. Từ trong nhà đến ngoài đường, từ nơi công cộng đến những vườn hoa trồng để buôn bán. Khác với hoa trạng nguyên ở châu Á như là Việt Nam, hoa trạng nguyên Mexico có kích thước lớn và màu đỏ rực rỡ. Hoa còn có tên gọi khác là ngôi sao Giáng sinh hay là thiên thần Giáng sinh. Và một điều đặc biệt, tên đầy đủ của hoa trong tiếng Tây Ban Nha là Poinsettias, được đặt theo tên của nhà ngoại giao Hoa Kỳ Robert Poinsett, cũng là đại sứ Mỹ đầu tiên ở Mexico có công mang loài hoa này đến nước Mỹ. Và một thông tin liên quan đến môi trường, thưa quý vị, cùng với nhiều nơi khác trên thế giới như Úc hay Mỹ, năm nay Algeria chứng kiến nhiều cuộc cháy rừng nghiêm trọng, đặc biệt là ở các tỉnh Oran, Cleve, Lleida và Tipaza. Hai người đã thiệt mạng và nhiều loài động vật mất đi nơi trú ngụ. Mới đây, thì chính phủ nước này đã bắt đầu một chiến dịch trên toàn quốc nhằm tái phục hồi những màu xanh đã bị mất trên bản đồ. Công việc trồng cây và phủ lại các đồi trọc này được người dân nhiệt liệt hưởng ứng. Ngoài ra, các lực lượng như cứu hỏa, quân đội và tình nguyện viên cũng nhiệt tình bắt tay vào công tác này. Algeria là quốc gia nằm ở phía bắc của châu Phi. Phần lớn diện tích đất là sa mạc, nên những cánh rừng ít ỏi của nước này đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong hệ sinh thái và được xem như những báu vật không thể thay thế bằng bất kỳ giá nào. Thưa quý vị và các bạn, một vấn đề mà đáng chú ý chúng tôi muốn chia sẻ trong tin sáng 30 giây ngày hôm nay, đó là câu chuyện kêu trời vì thuế của các doanh nghiệp. Bởi vì cuối năm nay thì hàng ngàn doanh nghiệp sẽ đối mặt với việc chậm nộp thuế nếu như hiệu quả kinh doanh quý 4 của các doanh nghiệp gia tăng vượt trội. Bởi vì theo Nghị định số 126 thì tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của 3 quý đầu năm nay không được thấp hơn 75% tổng số thuế doanh nghiệp cả năm.
Vâng, và để tìm hiểu thực hư câu chuyện này như thế nào thì phóng viên Thanh Kiều của chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Được, thành viên Hội đồng Tư vấn Thuế Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín. Mời quý vị cùng theo dõi. Dạ vâng, xin chào anh, cảm ơn anh đã nhận lời đến với buổi trao đổi của FPNC ngày hôm nay. Thưa anh, thì giống như trong cái quy định mới, trong cái nghị định 126 vừa được Bộ Tài chính và Chính phủ ban hành, dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12 tới đây, thì cái tổng số thuế mà các doanh nghiệp phải nộp trong 3 quý đầu năm phải không được thấp hơn dưới 75% tổng số thuế phải nộp cả năm. Thì cái dự kiến rằng với cái quy định này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các doanh nghiệp, thì anh có thể chia sẻ rõ hơn về cái vấn đề này hay không ạ? Tôi cho rằng mà quy định tại Nghị định 126 quy định rằng doanh nghiệp phải tạm nộp 3 quý không thấp hơn 75% tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cả năm là chưa phù hợp với lại thực tiễn của doanh nghiệp. Bởi vì doanh nghiệp phải cuối mỗi năm mới có thể làm tổng hợp được cái toàn bộ cái chi phí doanh thu và mới xác định được số thuế phải nộp của năm đó. Do đó tại quý 3 doanh nghiệp không khó có thể được ước lượng hoặc có thể là để gắn với lại thực tiễn. Và đặc biệt cái quy định này nó sẽ đẩy doanh nghiệp vào một tình trạng rằng quý 1, quý 2, quý 3 nếu như doanh nghiệp đã xác định đúng với lại số thuế phải nộp thực tế kinh doanh nhưng quý 4 có sự bứt phá kinh doanh hoặc một số các doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh rơi vào cuối năm hoặc là đặc biệt các doanh nghiệp tại Việt Nam thì hay có cái tổng hay có tính toán doanh thu, cân đối doanh thu chi phí vào cuối mỗi năm. Về mô hình chung nó sẽ làm cho doanh nghiệp phải rơi vào cái câu chuyện rằng là muốn làm đúng nhưng cũng không khó có thể làm đúng được. Thì quy định này nó sẽ đẩy doanh nghiệp phải bị tính tiền chậm nộp 0,05% theo quy định mới đối với cái phần mà thấp hơn 75% theo quy định. Dạ vâng, thưa anh, vậy thì từ những cái chia sẻ của anh tôi nhận thấy ra rằng vẫn còn rất nhiều cái bất cập ở trong cái quy định mới này. Vậy thì anh có thể chia sẻ cũng như là đề xuất những cái giải pháp nào trước những cái bất cập này? Tôi cho rằng cái quy định này về mặt chủ trương thì là đúng, bởi vì có nhiều doanh nghiệp đang trục lợi chính sách để làm sao trì hoãn cái việc nộp thuế tạm nộp này, phải chờ đến cuối năm thì mới nộp. Cái quy định này muốn để thắt chặt rằng là để động viên thu ngân sách sớm hơn, nhưng tôi cho rằng cái thiết kế quy định của pháp luật nó chưa phải là mềm hoặc là nó cũng chưa phù hợp, nên chăng chúng ta nên sửa theo cái hướng phương án thứ nhất là quy định tạm nộp của hàng quý không được thấp hơn 75% hoặc 80% so với số thực nộp của quý đó, và tổng một năm thì cũng không được thấp hơn 80% giống như quy định cũ trước đây. Phương án thứ hai là chúng ta phải có sự phân biệt để khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán đầy đủ, có tinh thần pháp luật khi các đối tượng là các doanh nghiệp là phải nộp báo cáo tài chính quý hoặc phải lập báo cáo tài chính quý, thì bây giờ khuyến khích các doanh nghiệp nếu có thực hiện báo cáo quý thì thực hiện nộp thuế, tạm nộp thuế cho doanh nghiệp theo số thực tiễn của kết quả kinh doanh cộng với lại các quy định của pháp luật thuế. Nhưng cái tạm nộp này có thể là chỉ dao động từ 75 đến 80%, còn những doanh nghiệp đối tượng còn lại mà không thực hiện đầy đủ cái chuyện báo cáo quý thì anh phải tạm nộp ví dụ như 4 quý không được thấp hơn 90% chẳng hạn, như thế thì đã có sự doanh nghiệp phải có sự cân đo đong đếm là tôi sẽ lựa chọn phương án nào tốt hơn, và như vậy mà chúng ta mới động viên được cho các doanh nghiệp có tinh thần trách nhiệm làm đúng pháp luật, đồng thời động viên và thu ngân sách nhiều hơn chứ không phải như cái quy định cũ như hiện nay. Dạ vâng, rất cảm ơn anh vì những ý kiến chia sẻ vừa rồi ạ. Tiếp nối với các thông tin trong nước, thưa quý vị, từ ngày 5 tháng 12, Ngân hàng Thương mại có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế. Cụ thể, Ngân hàng Thương mại có trách nhiệm cung cấp thông tin giao dịch qua tài khoản, số dư tài khoản, số liệu giao dịch theo đề nghị của thủ trưởng cơ quan quản lý thuế. Việc cung cấp này phục vụ cho mục đích thanh tra, kiểm tra, xác định nghĩa vụ thuế phải nộp, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Cùng với đó, cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm bảo mật thông tin và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của thông tin. Thưa quý vị, tại huyện đảo Phú Quốc, Tổng cục Du lịch phối hợp với Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, Hội đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc tổ chức chương trình kích cầu du lịch Phú Quốc. Và đây là một hoạt động nằm trong chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề Du lịch Việt Nam an toàn và hấp dẫn. Hàng trăm khách mời là các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực hàng không, du lịch, lữ hành, khách sạn cùng các chuyên gia tham gia chương trình với mục tiêu mang tới cho Phú Quốc một cú hích để phát triển du lịch trong bối cảnh hiện nay.
Theo Sở Du lịch Kiên Giang, năm 2020, tổng thu của ngành du lịch địa phương chỉ được hơn 8.000 tỷ đồng, sụt giảm hơn 12.000 tỷ đồng. Trong 10 tháng, thì Kiên Giang chỉ đón được khoảng 5,2 triệu lượt khách, giảm khoảng 40,7% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế chỉ đạt được 184.000 lượt khách, giảm hơn 74%. Ngành du lịch Kiên Giang hy vọng thông qua chương trình kích cầu du lịch, hình ảnh du lịch Phú Quốc sẽ được du khách gần xa biết đến nhiều hơn và đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch mới. Du lịch dịch vụ mới này thì cùng nhau liên kết để phát triển trong thời gian tới. Đến với một thông tin tiếp theo, thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa mới có quyết định ban hành kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Tân Sửu năm 2021. Theo kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị vận tải xây dựng kế hoạch bố trí phương tiện, nhân viên phục vụ để kế hoạch kiểm tra các điều kiện an toàn vận tải, đảm bảo cho cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên đi lại được thuận tiện an toàn, không để hành khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển. Ngoài ra, để xử lý xe dù, bến cóc, Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện một số nhiệm vụ, chỉ đạo lực lượng thanh tra phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương có hiện tượng nhiều xe dù, bến cóc, xe quá tải hoạt động để tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm theo quy định. Thưa quý vị, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt nên đây là thời điểm cho những kế hoạch du lịch nội địa. Nhiều chuyến tàu đến các điểm du lịch như là Sapa, Nha Trang, Phan Thiết được tăng cường vào dịp Tết Dương lịch này. Ngày 23 tháng 11, đại diện Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết đơn vị này sẽ tăng chạy tàu tuyến Hà Nội-Lào Cai. Theo đó, tàu SP3 chạy từ ngày 24 tháng 12 và từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 2 tháng 1 năm 2021. Tàu này xuất phát tại Hà Nội lúc 22 giờ đến Lào Cai lúc 6 giờ 05 phút. Chiều ngược lại, tàu SP4 chạy ngày 1 tháng 1 đến ngày 3 tháng 1, xuất phát Lào Cai lúc 21 giờ 40 phút đến Hà Nội lúc 5 giờ 30 phút phía Nam. Trong dịp Tết Dương lịch, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cũng tổ chức một đôi tàu tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thiết trong các ngày 30 tháng 12 đến 4 tháng 1 năm 2021. Tàu SNT2 xuất phát ga Sài Gòn lúc 20 giờ 30 phút đến ga Nha Trang lúc 5 giờ 30 phút. Chiều ngược lại, tàu SNT1 xuất phát ga Nha Trang lúc 20 giờ đến ga Sài Gòn lúc 5 giờ 26 phút. Thưa quý vị, đến thời điểm này thì nhiều nhà vườn sản xuất hoa kiểng đang dồn sức cho vụ mùa lớn nhất trong năm. Theo Phòng Kinh tế thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, vụ hoa Tết năm nay toàn thành phố sẽ có 100 hectare diện tích xuống giống, tương đương với cùng kỳ năm 2019. Đến thời điểm này thì nông dân thành phố Sa Đéc đã trồng được 34 hectare hoa Tết, chủ yếu là hạnh tắc, cúc, mâm xôi, v.v. Dự kiến sẽ cung cấp cho thị trường khoảng 3 triệu giỏ hoa các loại. Còn tại Bến Tre, vụ hoa kiểng Tết năm nay, 8.000 hộ dân trên địa bàn huyện đã trồng khoảng 10 triệu sản phẩm hoa kiểng các loại. Thương lái các nơi đã bắt đầu đến khảo sát, đặt cọc mua mai vàng, khiến nhà vườn rất phấn khởi. Tuy nhiên, bà con đồng bằng sông Cửu Long đang lo vì dự báo tình hình hạn mặn năm nay diễn ra sớm và phức tạp, có thể ảnh hưởng đến vụ mùa. Trong tình hình thời tiết hiện nay, các đơn vị cũng theo sát và hỗ trợ bà con trồng hoa, đảm bảo mùa vụ Tết Nguyên đán hiệu quả nhất. Quý vị thân mến, trong thời gian vừa qua thì đất nước chúng ta đã gồng mình đi qua cơn đại dịch COVID-19 và tiếp theo đó là trận đại hồng thủy khủng khiếp ở miền Trung. Thì đâu đó những tấm lòng vàng, những tấm lòng lan tỏa yêu thương vẫn đang hiện hữu và từ đó thì cây ATM gạo miễn phí đã ra đời. Vâng, và Việt Nam không phải là đất nước phát triển nhất thế giới nhưng chắc chắn là một trong những quốc gia nhân ái nhất thế giới. Một độc giả người nước ngoài đã thốt lên như vậy dưới bài viết đăng trên báo The Straits Times của Malaysia, viết về những cây ATM gạo được lắp đặt ở những vùng đang gặp khó khăn ở miền Trung. Và trong chuyên mục 30 giây lan tỏa ngày hôm nay thì chúng tôi hãy cùng gặp gỡ cha đẻ của những cây ATM gạo này nhé. Anh Hoàng Tuấn Anh, sinh năm 1985 tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện là tổng giám đốc công ty Vũ trụ xanh, đơn vị phân phối khóa điện tử thông minh BH Glock Việt Nam. Nhiều tháng trước, tên của anh được mọi người biết đến với danh xưng là cha đẻ của phát minh ATM gạo miễn phí và ATM khẩu trang miễn phí cho người nghèo. Thổn thức khi chứng kiến đất nước hứng chịu hai làn sóng dịch Covid-19 và trận lũ lụt lịch sử miền Trung khiến cuộc sống của bao người dân lâm vào đường cùng, mất người thân, mất con đường mưu sinh, anh đã chế tạo ra chiếc ATM gạo, ATM khẩu trang để san sẻ với nỗi khó khăn của đồng bào mình, như truyền thống tốt đẹp của Việt Nam ta bao đời nay, lá lành đùm lá rách. Thực ra mình làm cái ATM gạo, ATM khẩu trang, nó là một, thực ra nó chỉ là một cái mô hình
Thì thứ nhất là mọi người có thể cùng làm hoặc mọi người có thể dựa trên mô hình đó để có thể làm theo. Thì mình cũng đưa một cái ý niệm, thật ra công ty mình không phải là công ty lớn, thì mình vẫn có thể làm được những chuyện lớn nếu mà mọi người đều có thể đồng lòng với nhau được. Ví dụ như những cái những đơn vị tặng gạo, các mạnh thường quân tặng gạo các công ty, các đơn vị nhà nước thì hỗ trợ vấn đề về nhân lực, những cái địa điểm, rồi bên báo chí truyền thông thì hỗ trợ vấn đề loan tỏa cái thông điệp này ra mọi người, và thậm chí những người đang khó khăn thì họ cũng biết được là ở đâu đến nhận gạo. Và trong những cái thời điểm khó khăn này, có những người có thể là bình thường là họ đi làm, họ có việc làm, họ có thu nhập. Tuy nhiên ở những cái thời điểm khó khăn này, nhiều khi họ phải để một cái sĩ diện của họ lại để họ có những cái nguồn lương thực đó để họ chăm sóc cho gia đình, con cái họ. Đó là một cái thông điệp mình muốn mang tới cho mọi người. Hãy đoàn kết với nhau thì chuyện gì mình cũng sẽ làm được. Rõ ràng Việt Nam mình đã làm được một cái, phải nói là một cái kỳ tích trong cái mùa Covid này. Và mình cũng hy vọng qua cái mùa Covid này, rất nhiều nước bạn biết đến Việt Nam mình và họ sẽ coi mình, Việt Nam mình như là một cái điểm đến an toàn, một cái đất nước thân thiện. Đó là nguyên nhân là tại sao mình tặng các máy ATM gạo này cho các nước bạn như là Myanmar, Campuchia, Đông Timor, sắp tới là Ấn Độ, Philippines nữa. Thì mình cũng muốn lan tỏa một cái thông điệp về đất nước Việt Nam cho các bạn bè thế giới biết. Hơn cả lương thực, những chiếc máy phát gạo, phát khẩu trang miễn phí đã ngày đêm cho đi sự tử tế, lan tỏa lòng tốt của người Việt ra thế giới giữa lúc đất nước đi qua bao khó khăn. Lòng nhân ái sinh ra và cứ thế nhân lên từ đây, dù đất nước chúng ta còn nghèo. Dịch bệnh, lũ lụt, thiên tai rồi cũng sẽ qua đi, nhưng lòng tốt, sự tử tế, tình yêu thương được lan tỏa từ những người có tấm lòng vàng như anh Tuấn Anh sẽ là điều động lại mãi. Vâng, thưa quý vị, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần cảm nhận thời tiết qua phần tường thuật của phóng viên Hồng Diễm. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào chị Tú Trinh, chị Phương Thúy và quý khán giả. Thông tin đầu tiên mà tôi muốn cập nhật đó là liên quan đến không khí lạnh ở miền Bắc. Như các bản tin trước của FBNC, chúng tôi có đề cập đến việc là ngày 23 tháng 11 thì không khí lạnh đợt 1 cũng đã tác động đến miền Bắc của nước ta. Tuy nhiên cái đợt không khí lạnh này thì nó tác động không quá lớn. Và theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt không khí lạnh lần thứ hai vào cuối tuần này sẽ có cường độ mạnh hơn, kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao sẽ gây ra mưa cho các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ. Đợt không khí lạnh này được dự báo sẽ khiến cho nền nhiệt ở các tỉnh miền Bắc hạ xuống khá thấp là dưới 22 độ C, trời không chỉ mưa mà còn gây ra rét. Do đó, quý vị khán giả ở khu vực miền Bắc hoặc là những ai đang có kế hoạch di chuyển đến miền Bắc từ nay đến cuối tuần thì chúng ta cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng áo ấm này cũng như là găng tay. Còn bây giờ xin chuyển sang khu vực miền Nam. Chắc hẳn khi quý vị di chuyển ngoài đường trong ngày hôm qua thì chúng ta thấy là có vẻ như chất lượng không khí của chúng ta đang có vấn đề. Và theo hai ứng dụng quan trắc không khí thì đánh giá rằng là chất lượng không khí ở thành phố Hồ Chí Minh đang ở ngưỡng trung bình và rất kém. Chuyên gia thời tiết thì dự báo rằng thành phố Hồ Chí Minh bước vào mùa khô. Đây là cái thời điểm mà chất lượng không khí xấu đi hơn so với mùa mưa do chúng ta không có những cái cơn mưa và không thể rửa sạch bầu trời không khí được. Và trong khi đó thì không khí lạnh trong tuần này cũng sẽ tác động đến thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ, có khả năng sẽ gây ra cái oi bức vào ban ngày, nhưng ban đêm thì cái nền nhiệt lại hạ xuống thấp, lượng ẩm sẽ bị giữ lại trong không khí và ngưng tụ và dễ trở thành những cái giọt sương. Sương bám vào không khí sẽ gây ra những cái bụi to lơ lửng trong không khí, và có khả năng thì ban ngày oi nóng và ban đêm nhiệt độ sẽ bị giảm xuống thấp. Lượng ẩm ở trong không khí thì cũng đã được giữ lại và ngưng tụ và dễ hình thành sương. Những cái lớp sương như thế này được giữ lại trong không khí thì nó sẽ gây ra ảnh hưởng và nó làm xấu đi cái chất lượng không khí tại khu vực miền Nam. Với thời tiết giao mùa, với cái việc mà chênh lệch nhiệt độ ban ngày và ban đêm cũng như những cái chất lượng không khí tại khu vực miền Nam đang ở mức khá thấp và khá kém, điều này nó tiềm ẩn cái nguy cơ gây ra những cái bệnh và đặc biệt là liên quan đến những người về bệnh hô hấp, về tim mạch. Do đó quý vị cần thật sự cẩn trọng và chúng ta có những cái biện pháp để phòng ngừa. Hồng Diễm đang cảm nhận thời tiết cho Tin Sáng 30 giây. Còn bây giờ xin trở lại trường quay.
Cảm ơn những thông tin thời tiết của phóng viên Hồng Diễm và hy vọng rằng sẽ giúp cho quý vị có những chuẩn bị tốt nhất trước khi ra đường đến với sở làm. Và đến đây thì Tin Sáng 30 giây cũng xin được phép khép lại. Tú Trinh và Phương Thúy cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên sáng ngày mai chúng ta sẽ cùng gặp nhau vào 6 giờ sáng trên các nền tảng của FBNC, kênh FBNC, YouTube FBNC và Facebook FBNC quý vị nhé. Còn bây giờ thì Phương Thúy và Tú Trinh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào sáng ngày mai.